Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bim Gà Studio. Hôm nay Bim sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc hot ở trên TikTok, đó chính là ca khúc Idol. Trước khi bắt đầu bài học thì Bim rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bim nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bim có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ đánh tay lên ngực như thế này. Bùm. Và chắp tay, nghe. Sau đó mình đẩy ra ngoài một cái và đẩy lên trên. Sau đó mình sẽ làm 1 và 2. Rồi mình sẽ quẹt tay đánh phần hông qua lại như thế này. 4 nhịp, 2 tiếng, 1, 2, 3. Nhịp thứ 4 mình sẽ kéo ngang một cái. 1, 2, 3, 4. Sau đó mọi người đẩy tay 5, 6. 5, 6 và đánh phần vai lên 7 và 8. Ok. Rồi mọi người sẽ vuốt tay lên như thế này và đặt đôi 3. Số 3 mình sẽ để như thế này. Đôi 3 và dặn. Động tác cuối cùng là mình sẽ vuốt qua như thế này và phủ phủ. Lắc, 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 ngang. Rồi mọi người làm sóng tay ở đây. Ok, mình sẽ đếm lại một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ ghép nhẹ với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. Tùng, bùng, sắc, bùng. Phủ và ra. Tùng, tùng, sắc. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 1 và 2 và 3. Vuốt. Bùm bùm. À ý a ý a. Ok, động tác cũng khá là dễ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Ái Nộ rồi. Thì Bim rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc hoặc là muốn Bim làm bài hát nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Bim có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bim nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.